quanh hỏi bạn mình á, thì bạn mình lại trả lời là ôi mày, người ta lý nó khó lắm, học người ta thùng trước đi con, đừng có mơ. Một trong những lý do mà tôi sản xuất khóa học online guitar điện là vì khi quan sát các bạn học guitar tại Việt Nam á, tôi thấy được thế mạnh của các bạn là các bạn rất là đam mê, các bạn rất là nhiệt huyết, rất là công phu khổ luyện. Hỏi xung quanh, hỏi bạn mình á, thì bạn mình lại trả lời là ôi mày, guitar lý nó khó lắm, học guitar thùng trước đi con, đừng có mơ. Cá nhân tôi thì khuyên các bạn, nếu các bạn thích guitar điện, thích chơi lead thì hãy bắt đầu ngay từ guitar điện luôn, không có phải thông qua guitar thùng gì hết. Tại vì sao? Gân tay của các bạn nó sẽ linh hoạt ngay từ đầu, nó mới mà. Độ khỏe của các bạn nó sẽ tăng dần theo năm tháng. Tuy nhiên thì các bạn vẫn bị vướng mắc ở một số điểm. Ví dụ như nhịp các bạn không hiểu nó là như thế nào, chia nhịp như thế nào, rồi phân tích các câu riff phức tạp. Đó là xuất phát từ việc các bạn chưa hiểu về nhạc lý. Nhạc lý ứng dụng á, chứ không phải nhạc lý trên giấy tờ đâu. Nó bao gồm 48 bài giảng video với nhiều góc quay chi tiết, tay phải, tay trái. Và chúng tôi có thêm một cái táp, nó chạy chạy nốt ở dưới, khi tôi đánh táp nó sẽ chạy, thì nó thể hiện ra cái nốt nhạc nhưng mà trên số trên cần đàn đó. Các bạn nhìn vào táp các bạn có thể thấy được trên cần đàn nó đang bấm cái gì à. Thì tôi có đính kèm thêm file PDF để các bạn có thể in ra và xem trên giấy để nó đỡ mỏi mắt. Thì tôi có đính kèm phần mềm Guitar Pro để các bạn có thể tải về và đọc những file táp đó, nhưng mà không phải đánh không. Đánh không chán lắm. Tôi có kèm thêm nhạc nền gọi là backing track, để từng bài tập đó các bạn áp dụng với thể loại backing track khác nhau, đánh với các thể loại nhạc khác nhau, để các bạn hiểu ý nghĩa của âm nhạc nó là như thế nào. Ngoài ra, các bạn còn được add vào trong nhóm guitar điện của Minh Rock. Hiện tại là đang có 550 thành viên hơn. Ví dụ các bạn trong quá trình học không biết cái gì đó, chưa hiểu cái gì đó chưa rõ, phân tích nhịp như thế nào nó chưa rõ, chụp cái hình các bạn gửi lên nhóm, rồi các sư huynh, sư đệ và tôi sẽ trả lời cho các bạn trong vòng 24 tiếng. Vì nó có nhiều loại quá nên chọn loại nào? Đầu trâu, mặt ngựa, đuôi cá, sừng trâu, rồi Strat, Les Paul, Telecaster, Lum. Cho nên tôi giới thiệu với các bạn sơ một số cái loại và sự khác nhau của nó nha, để các bạn hiểu, chọn cho nó đúng. Cái này có nghĩa là mức độ bụi của cái tiếng đàn. Các bạn dặn càng lớn thì bụi càng nhiều, và tiếng đàn nó càng dài ra, và đi kèm theo đó nó sẽ là tiếng ồn. Thí dụ Natural Clean là một cái preamp cho tiếng clean đẹp. Full Range là một cái preamp cho tiếng guitar thùng đẹp. Rồi các loại tiếng khác như tiếng ride, runs, metal core chẳng hạn, càng về sau nó càng nặng. Phần thịt của tay phải sẽ chặn vào với ngựa đàn. Chặn vào là nó sẽ ra cái nốt nghỉ. Mỗi nốt chúng ta đánh là một nốt móc đơn. Đây là đánh phiên số 1 nick. Để chúng ta có một quy tắc nhất quán trong các scale cả trưởng và thứ về sau, đó là 3 nốt trên 1 giây, 3 note per string. Mà không sử dụng tay phải, thì nó gọi là legato. Nó có các kiểu slide chính như sau: slide kéo lên, slide kéo xuống và slide nhây. Cái này kéo vừa lên vừa xuống á, nhây á. Chính xác như thế này nè. Tôi đang xoay xuống và bóp xuống, ok, xoay xuống và bóp xuống, chứ không phải bóp không mà cũng không phải xoay không, kết hợp cả hai thứ. Uh,
Rồi cách đăng ký như thế nào? Thì các bạn bấm vào link của minhroc.com. Các bạn bấm vào cái nút đỏ là đăng ký ngay. Sau đó các bạn điền đầy đủ thông tin của các bạn. Nhớ ghi số điện thoại nha, để cho các trợ lý của chúng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ các bạn trong vòng 24 giờ tiếp theo. Rất ơn các bạn, hẹn gặp lại các video clip tiếp theo.